Những sự hiểu biết như thế làm cho hư nước hại dân, còn quá hơn nạn nứt lục thú dữ. Ba điều này không làm thì ý nghiệp lành, làm thì ý nghiệp ác. Người ba nghiệp thân khẩu ý đều lành, khi tụng kinh niệm Phật công đức lớn hơn kẻ ba nghiệp ác gấp trăm ngàn lần. Người học Phật cần phải giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Giữ lòng tốt là không nên khởi những tâm niệm ác, trái chánh lý, có hại cho mình và người. Nếu tâm niệm ấy thoạt nổi lên, phải lập tức xin lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó liền tiêu diệt. Lại phải giữ gìn những tâm niệm hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, có lợi vật, lợi người. Đối với điều lành, sức mình có thể làm được việc chi, nên thiết thật mà làm. Nếu không làm được thì cũng nên thường tâm niệm. Nói lời tốt là nói lời có ích cho người và vật, chứ không phải nói su phụ, cốt để cho người vui vẻ, vừa lòng là lời tốt đâu. Đây chính là nói những lời răn dạy con cái, khuyên người làm lành, lánh dữ, giữ trọn nhân luân, gắn tu phước huệ. Làm việc tốt là phải thực hành việc hiếu thảo cha mẹ, cung kính sư trưởng, hòa thuận anh em, khuyến hóa mọi người. Và với những việc lễ sám, niệm Phật, tụng kinh, thân tâm phải chí thành, cung kính. Người học Phật ban đêm không nên ở trần, mặc quần đùi mà ngủ, vì một Phật tử lúc nào cũng phải gìn lòng như đối trước Phật. Đến bữa cơm không nên ăn quá độ. Thức ăn dù ngon hạp miệng cũng chỉ nên ăn 8-9 phần mà thôi. Nếu ăn đủ 10 phần thì kẻ khác bị thiếu, mà tạng phủ mình cũng thọ thương. Phước đức của phàm phu đâu có bao nhiêu, nếu thường ăn như thế thọ lộc phải giảm. Vả lại khi ăn quá nhiều, thân tâm mờ mệt, nếu thực phẩm không tiêu tất ra hơi dưới. Việc này rất không thanh nhã, tội lỗi rất to. Như sự đốt hương ở điện Phật chẳng qua là để tiêu biểu lòng cung kính, xét lại mùi thơm đâu có bao nhiêu. Nếu ăn quá no để cho ra hơi dưới, mùi hôi thối xông đến tam bảo, thì đời sau tất phải bị quả báo làm lòi dòi. Vậy muốn tránh lỗi ấy, tốt hơn là nên ăn cho có điều độ. Thẳng như bao tử bị yếu, chứng hàn, món ăn khó tiêu, cảm thấy muốn ra hơi dưới thì nên bước ra ngoài, đến chỗ trống cho ra, đợi khi hơi tan lại đi vào trong. Nếu có việc không ra ngoài được thì phải dùng sức nén lại, giây phút hơi sẽ tiêu tan ở trong bụng. Có kẻ cho rằng làm như thế e sinh ra bệnh, lời này không nên nghe theo. Vì nếu giữ một chút vệ sinh không đáng vào đâu mà để cho ra hơi dưới ở điện Phật, nhà tăng, thì khổ báo của tội lỗi còn nặng gấp hơn muôn phần. Trong giới luật của Phật giới chưa nói đến việc này. Có lẽ người xưa thân thể mạnh khỏe, không tham ăn, chẳng có điều bất nhã ấy, nên Phật chưa nói. Nếu như có, tất Phật đã nói ra rồi. Vậy chớ cho rằng Phật không chế giới căn cấm điều ấy, mà tùy ý cho ra hơi dưới. Làm như thế là tự rước lấy sự đọa lạc. Chừng ấy Phật muốn cứu độ cũng không biết làm sao. Thuở xưa Đức Khổng Tử lấy tư cách bậc thánh nhân đến chầu vị quốc quân phàm phu. Khi còn ở dưới thềm, sắp muốn bước vào triều, đã nén nhẹ hơi thở, huống chi lúc đối trước mặt vua. Cho nên sách Luận Ngữ nói: so giặt áo bước lên đền, thân mình cúi xuống, nhẹ hơi dường như không thở. Chúng ta là phàm phu đầy nghiệp lực, đang lúc ở nơi điện Phật, một đấng trời trong hàng trời, thánh trong hàng thánh, là chỗ tam bảo đầy đủ, mà không để tâm thúc liễm, mặc ý cho ra hơi hôi thối nơi dưới, tội lỗi ấy lớn biết chừng nào. Xin chớ cho rằng tôi nói ra đây việc không thanh nhã, tôi chẳng ngại gì mang tiếng không thanh nhã. Chỉ sợ cho những kẻ thô xuất lầm gây ra nhân đọa lạc, làm lòi dòi tựa đó thôi. Người học Phật sớm mai thức dậy và sau khi đại tiểu tiện đều phải rửa tay. Khi dùng tay gãi nơi thân và dưới chân cùng rờ các chỗ không sạch khác đều cũng phải rửa. Dù tháng nóng nực cũng không nên tự do mở nút áo để phơi ngực hoặc vén quần bày bắp dế. Tùy tiện khạc đàm hí mũi là một việc rất tổn phước. Chẳng những ở trong Phật điện tăng đường không được hỉ nhổ, mà bên ngoài điện đường chỗ đất sạch sẽ cũng không nên làm việc ấy. Vì nơi đất sạch mà bị khạc nhổ thì liền hiện ra tướng dơ.
có người hô tháo không kiêng dè, cứ hỉ nhổ bừa trong phòng, trên đất, nơi tường, thành ra trong nhà chỗ nào cũng có đàm giải. Kẻ ấy cho rằng cạc đàm là được thông trệ và bỏ chất nhơ ra ngoài, nhưng không dè mỗi ngày thường nhổ như thế thì bao nhiêu tinh hoa của chất ăn uống đều biến thành đàm, nhiều ngày sẽ sinh ra bệnh. Trong thân người có gì tinh sạch, tốt hơn là nên nuốt đi, lâu ngày sẽ không còn đàm nữa. Đây là phương pháp dùng đàm trừ đàm rất thần diệu. Nếu không nuốt được thì nên nhổ vào khăn tay, phải hành động cho khéo, đừng để người thấy. Nhưng việc này cũng nhọc công và không sạch, chẳng bằng nuốt đi. Đã không nhọc nhằn lại không bày ra sự nhơ nhớp, hơn nữa còn dứt được bệnh đàm. Vài điều trên đây dường như không đáng nói, có kẻ lại cho rằng nhỏ nhặt, không mấy để tâm. Nhưng người học Phật phải giữ tư cách lễ nghi và biết sợ tội. Nếu chẳng thế thì thành ra kẻ thô tháo, sổ sàng, hiện đời phước giảm tội thêm, kiếp sau phải bị đọa lạc. Người học Phật một cử động đều phải lưu tâm, trong khi niệm Phật cần phải chí thành. Nếu có lúc thấy nơi lòng sinh ra bi cảm, đó là tướng căn lành phát hiện. Tuy nhiên cũng cần phải dè dặt, đừng để cho nguồn bi cảm thường thường phát lộ. Nếu chẳng thế, tất sẽ bị loài ma bi thương nhập vào. Phàm có việc chi vừa ý cũng không nên quá vui mừng, vui mừng quá độ sẽ bị loài ma quan hỷ ám nhập. Khi niệm Phật, mí mắt phải sụp xuống và không nên quá dùng tinh thần khiến cho tâm quả bừng lên. Những lúc cảm thấy trên đỉnh đầu tê rần, ngứa nhức, đó là hiện tượng dùng tinh thần chuyên chú nhiều, cần phải điều độ cho vừa chừng. Khi niệm ra tiếng không nên dùng sức lắm, phải ngừa sự mang bệnh. Lần chuỗi mà niệm có thể trừ chứng biến trễ, nhưng khi ngồi yên không nên lần. Lần thì tay động, tâm thần mỏi nhọc không an, lâu ngày tất mang bệnh. Người học Phật khi xem kinh luận và các sách vở chẳng nên quá vội vàng. Vội vàng thì tâm thần rối loạn không yên, rất khó hiểu được ý thú. Đời nay nhiều người có đôi chút thông minh, khi được một bộ kinh sách liền quên ăn bỏ ngủ, xem một lần cho hết, qua đến lần thứ hai thì không còn hứng thú xem nữa. Dù có xem cũng như trạng thái phờ phạc mất thần. Hạng người này khó làm thành tựu việc chi, vậy phải gắng răng giữ. Ông Tô Đông Pha nói: sách xưa chẳng chán trăm lần đọc, đọc kỹ suy cùng ý gì sâu. Đức Khổng Tử là bậc thánh nhân mà còn đọc kinh dịch nhiều phen, đến nỗi dây sách ba lần mòn đứt. Tư chất như ngài, văn từ qua mắt liền thông thuộc, tại sao lại cần phải xem văn mà đọc? Nên biết xem văn có chỗ rất hay, bởi đọc thuộc lòng phần nhiều là sự lào thông ngoài miệng, xem văn thì dễ biết ý thú mỗi chữ mỗi câu. Vậy chúng ta lấy đó làm gương, đừng một mặt ưa đọc thuộc lòng để tỏ ra mình là người thông minh nhớ giỏi. Thư đáp cư sĩ Châu Tùng Nghiêu, phụ nguyên thư. Nay đệ tử có một nghi vấn, cầu xin lão pháp sư từ bi chỉ bảo. Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nghe dạy rằng những người tin tưởng Phật sẽ được chư Phật trong mười phương ba đời hộ niệm. Các vị Thiên Long Bát Bộ, Đại Lực Thần Dương thường theo hộ trì, nghiệp ác đời trước lần lần tiêu trừ, dù có quan gia đối đầu cũng không thể làm hại. Mấy điều trên đây căn cứ trong kinh Phật, quyết không phải là lời nói suông. Nhưng vào khoảng tháng 3 này, nhân tiếp được tin tức của người bà con từ Thượng Hải gửi về, khiến đệ tử vô cùng ngạc nhiên. Theo tin ấy cho biết, bà Trương Thái Thái là người rất tin Phật, ăn chay đã hơn 20 năm, thường đến cư sĩ Lâm nghe giảng kinh Pháp. Bà ấy hiền hậu nhân đức, ưa làm lành, gặp ai cũng đều khuyên ăn chay niệm Phật. Không ngờ một hôm, đang đi trên lộ để đem đồ ăn chay cho một vị sư huynh, bà bị xe cán chết. Lúc ấy vì không có ai nhìn nên nhân viên tuần phòng chở đi. Đến 3 ngày sau con cháu hay được mới xin đem về chôn cất. Đệ tử nghe tin ấy trong lòng kinh ngạc phi thường, đến nay vẫn còn nghi ngờ chưa hiểu. Việc này nếu người trong Phật học hội nghe được chắc cũng bàng hoàng không an. Cho nên đệ tử dâng lên bức thư này, cầu xin lão pháp sư chỉ dạy, nói rõ nguyên do vì sao bà họ Trương lại bị cái chết thảm khốc như thế,
và kết cuộc bà có được giáng sinh về Tây Phương hay chăng? Xin lão pháp sư mở lời minh huấn để cho nhiều người yên tâm niệm Phật. Ân đức ấy đệ tử cảm bội không cùng. Tiếp được thư, biết ngươi đối với đạo lý Phật pháp còn chưa hiểu rõ. Chúng ta từ vô thị đến nay đã tạo nghiệp ác vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm nói: giả sử nghiệp ác có thể tướng, mười phương hư không chẳng dung chứa hết. Nên biết sự tu trì của hành nhân, nếu quả chí thành không dối thì có thể chuyển trọng báo, hậu báo thành hiện báo, khinh báo. Người phàm mắt thịt chỉ thấy sự kiết khung trước mắt, đâu biết được việc nhân quả đời trước và đời sau. Và họ Trương ấy nhiều năm tinh tu, một sớm chết thảm, hoặc giả do sự khổ đó mà tiêu được ác báo tam đồ, xin về cõi thiên. Nếu trong hiện đời bà tin sâu nguyện thiết thì cũng có thể xin về Tây Phương. Nhưng chúng ta đã không có tha tâm đạo nhãn nên không dám ức đoán quyết chắc bà có được giảng sinh cùng chăng. Vì có thể quyết định là làm lành tất được quả lành, làm dữ phải mang ác báo. Nếu làm lành mà bị quả dữ, đó là quả báo của nghiệp ác đời trước, chẳng phải quả báo của nghiệp lành đời này. Các người thấy bà lão bị sự chết khổ như thế, liền nghĩ lầm rằng việc lành không đáng làm, bởi làm lành không được phước, nên mới sợ hãi nghi ngờ. Sự nhận thức đó đâu có khác gì người chưa nghe hiểu Phật pháp. Nếu người đã tin chắc lời của Phật, quyết không vì việc ấy mà lộ ra vẻ sửng sốt kinh hoàng. Bởi việc nhân quả trùng điệp không cùng, có khi nhân này chưa trả, quả nọ đã chín mùi. Ví như gieo giống sớm thì gặt sớm, lại như thiếu nợ, chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên. Thuở xưa, có người một đời làm lành, khi lâm chung lại bị chết thảm để trả xong nghiệp trước. Đời sau lại được phú quý vinh hoa. Như đời Tống, một vị tăng ở chùa A Dục Dương muốn trùng tu tòa điện tháp thờ Xá Lợi, nghĩ rằng cần thân dương có thế lực mới đến quyên mộ. Chẳng dè kết quả số tiền quyên không được bao nhiêu, bổn nguyện không thành. Vị tăng buồn bã, lấy búa chặt tay trước đền Xá Lợi, máu ra nhiều liền chết. Cùng trong lúc ấy, cần thân dương sinh ra một đứa con. Từ khi mới lọt lòng, đứa bé thường khóc mãi không thôi. Bà vú bế nó đi chơi, đến chỗ treo bản đồ xây tháp Xá Lợi thì đứa bé không khóc, bồng đi lại khóc to lên. Bà vú không biết làm sao, mới gỡ bản đồ xuống, thường cầm để trước mặt nó. Từ đó đứa bé không khóc nữa. Dương nghe chuyện ấy lấy làm lạ, liền sai người đến chùa A Dục hỏi thăm vị tăng khi trước. Mới hay ông chặt tay chết đúng vào ngày sinh của con mình. Do nhân duyên đó, thân Dương một mình đứng ra sửa lại điện Xá Lợi. Đến khi đứa bé ấy được 20 tuổi, nhằm lúc vua Ninh Tông băng, không có thái tử kế vị, mới di chiếu lập con của Cần Thân Dương lên làm vua. Cậu bé về sau được làm hoàng đế 41 năm, tức là vua Lý Tông nhà Tống vậy. Cái chết của vị tăng cũng là cái chết thảm. Nếu không có sự khóc mãi chẳng thôi, và khi thấy bản đồ tháp Xá Lợi liền nín lặng, thì đâu ai biết được đứa bé là thân sao của vị tăng đã chết thảm kia. Việc này chép ở tập A Dục Dương Sơn Chí, mà trong năm Quan Tự thứ 21, tôi nhân đi lễ tháp Xá Lợi vài mươi ngày đã được xem qua. Người rõ lý, mặc dù cảnh ngộ thế nào cũng quyết không nghi nhân quả sai lầm. Lời Phật hư dối. Kẻ không rõ lý chấp chặt một khuôn khổ, chẳng biết có nhân quả phức tạp, cho nên sinh lòng nghi nan, truy ra đều do không có chánh kiến. Như chỗ người nói, người niệm Phật có tam bảo gia bị, long thiên hộ trì, đó vẫn là lẽ nhất định, không còn sai lầm. Nhưng đối với việc chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời này, người còn chưa rõ biết, nên không khỏi có sự nghi ngờ bàn bạc không hợp lý kia. Thuở xưa, ở Tây Dứt, Giới Hiền Luận Sư là bậc đạo đức cao trong một thời. Tiếng đồn gian khắp bốn xứ Thiên Trúc, do vì tốt nghiệp, luận sư mang chứng bệnh dữ, đau đớn vô cùng, chịu không kham, nên sắp muốn tự tận. Vừa trong đêm ấy, luận sư nằm mơ, thấy ba vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm, giáng lâm bảo rằng: người trong kiếp về trước, nhiều đời làm vị quốc dương, bởi não hại chúng sinh, nên sẽ phải bị lâu dài đọa vào ác đạo. Nhưng do đời nay
ngươi có công hoằng dương Phật pháp, nên chuyển lại chịu sự khổ nhỏ ở nhân gian để tiêu trừ sự khổ lớn nhiều kiếp nơi địa ngục. Vậy ngươi ráng nhẫn chịu, chớ nên buồn rầu mà tính việc chi khác. Trong 3 năm nữa, ở xứ Đại Đường có vị tăng tên Huyền Trang sẽ đến đây thọ pháp với ngươi. Giới Hiền Luận Sư nghe rồi liền ráng chịu khổ, sám hối lâu ngày, bệnh lần lần thuyên giảm. Qua 3 năm sau, Huyền Trang đến chùa Na Lan Đà. Giới Công bảo đệ tử nói trạng thái bệnh khổ của mình, chính người thuật lại cũng nghẹn ngào rơi lệ. Bao nhiêu đó cũng đủ biết sự khổ ấy là dường nào rồi. Nếu 3 vị Bồ Tát không nói rõ nhân duyên kiếp trước, người đời sẽ bảo ngài Giới Hiền chẳng phải là bậc đạo đức cao tăng. Và có kẻ lại cho rằng một vị đại tu hành mà còn bị chứng bệnh thảm thế ấy thì Phật pháp có chi là linh nghiệm. Tóm lại, chỗ hiểu biết của các ngươi còn cạn, nên vừa thấy việc chi hơi khác liền sinh lòng kinh nghi. Hành vi ấy có thể khiến cho kẻ ít căn lành thối thất lòng đạo. Nếu thấy người làm ác mà hiện đời được phước báo, chắc các ngươi cũng khởi niệm hiểu lầm như thế. Nên biết đó chẳng qua là sự chuyển biến của những lớp tiền nhân hậu quả phức tạp không đồng, để đổi quả nặng đời sau làm quả nhẹ hiện tại, hay chuyển quả nhẹ hiện tại thành quả nặng đời sau mà thôi. Thư đáp cư sĩ Dương Đức Quang. Về việc ông Hoàng Hậu Giác, hiện tượng ấy rất có lợi ích cho người học Phật. Sự kết quả được giảng sinh hay bị đọa lạc của ông hãy tạm gác qua một bên. Nếu quả người niệm Phật biết đến hiện tượng của ông lúc lâm chung, quyết không dám hờ hững với con đường giải thoát. Xem qua thành tích, dường như ông là người có tâm chí thành. Nhưng nhìn vào cảnh tượng hiện ra lúc lâm chung, ta xét thấy lúc bình thời ông chưa thật tâm dụng công trong sự tu niệm. Hiện tượng ấy phần nhiều là do những nghiệp bỏng xẻng tiền của hoặc lời nói làm hại mạng người xui khiến ra. Bỏng xẻng lời nói làm hại mạng người là như mình biết chỗ kia có giặc và biết nơi khác có thể trốn lánh được, mà vì không lòng từ bi, ưa thấy người mang quà nên không chịu nói ra. Tâm hành ấy làm xúc động sự hờn giận của quỷ thần, nên khiến cho khi lâm chung hiện ra cảnh tượng nói không được và ghét nghe tiếng niệm Phật. Lại nữa, sự hiện ra tướng trạng một đôi giờ trăn trở không chịu chết, để đợi đến khi những người trợ niệm đi rồi chưa bao lâu liền chết, hoàn toàn hợp với cảnh nghiệp của kẻ bỏ xẻ tiền của cùng lời nói làm hại mạng người. Trạng thái ấy chứng tỏ dù không đọa vào loài ngạ quỷ cũng là khí phần của ngạ quỷ. Một vị nào đó căn cứ nơi sức trợ niệm bằng chú lực của cư sĩ Diệt Tử Tuấn bảo rằng ông Giác được giảng sinh. Song theo ý tôi, chú lực tuy không thể nghĩ bàn, nhưng nếu nghiệp lực nặng cũng không dễ gì được lợi ích. Nếu như ông Giác được giảng sinh, tất phải có tướng trạng gì khác để chứng thật, vậy cũng không nên ức đoán sai lầm. Có vị lại quả quyết rằng ông ấy đã đọa vào đường ngạ quỷ. Theo như hiện tượng của ông Giác thì lời nói sau này tợ hồ có chỗ y cứ. Nhưng hoặc nhờ con cháu thành khẩn và các cư sĩ trợ niệm, hoặc do chính ông ấy sám hối trong tâm, có thể tội của ông được giảm khinh, không đến nỗi đọa ngay vào đường ngạ quỷ. Hiện thời, việc đáng làm là con cái cùng quyến thuộc của người quá giảng phải nghĩ đến sự khổ của vong nhân, phát lòng lợi mình lợi người thay vì kẻ chết niệm Phật. Cầu Phật thương xót tiếp dẫn giảng sinh. Nếu lòng thành khẩn được đến cùng thì sự giảng sinh có thể dự đoán, bởi lẽ cha con thiên tánh quan hệ lẫn nhau và tánh Phật có cảm tất liền ứng. Nhưng người trong quyến thuộc lơ lơ láo láo làm cho xong việc thì vong nhân nghiệp chướng không tiêu và khó mong được tiếp dẫn. Điều này quan hệ phi thường, vì sai một ly lạc đi ngàn dặm. Việc trên đây nhắc nhở cho ta biết, người niệm Phật đối với mình phải thiết thật sửa trừ tâm tánh xấu xa, với người phải dùng phương tiện giúp đỡ. Những điều đáng nói, tuy kẻ cùng ta có oán thù cũng phải vì họ nói, khiến cho kẻ ấy sinh phước khỏi họa, lìa khổ được vui. Lúc bình thời
phải khăng khăng thiết thiết vì người nói việc luân hồi nhân quả, niệm Phật vãng sinh, lại nên dạy dỗ con cái vì nó lập nền tảng vững chắc an lành. Phải giữ làm sao cho lời nói không mơ hồ, tâm như dây cung thẳng, việc làm không trái lẽ trời, tấm lòng có thể phô trương cùng thần quỷ. Được như thế thì khi lâm chung quyết không có hiện tượng đáng thương xót kia. Và như thế thì ông Hoàng Hậu Giác lại chính là bậc thầy khuyên dẫn của các người niệm Phật. Các vị nhờ ông mới được sự lợi ích lớn về sau, mà ông cũng nhờ tâm lực của các vị được hết tội sinh về cực lạc. Ấn Hoàng tôi nói đây chẳng phải là lời bông lông, chính là một định luật không hề sai xuyển. Như có ai chẳng cho là phải thì xin chất chánh với bậc cao minh pháp sư, hoặc thỉnh vấn nơi bậc thần thông đại thánh.